chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đi Đàn Đù Đi. Mình là Linh đây. Đã rất lâu rồi bọn mình lại quay trở lại với Đi Đàn Đù Đi. Và ngày hôm nay là một ngày lễ ở Đức. Thì bọn mình sẽ nhân cơ hội này để đi chơi ở trong bang. Và hôm nay bọn mình đến đó chính là Marburg. Và hôm nay đi cùng mình có Phúc Kinh Hoàng, Giác Kinh Ngốc. Và chúng mình cùng đi thôi. Hiện mình đang ở Frankfurt rồi đúng không Quỳnh? Dạ, ta đang ở Frankfurt. Và trong lúc chờ 30 phút trước khi tàu đến thì bọn mình sẽ quyết định đi uống cà phê một chút. Tuần nào mình cũng lên Frankfurt nhưng mà chưa tuần nào mà mình uống được cà phê hết. Tại sao? Tại vì nghiệp đấy. Tại vì hoặc là hôm nào hôm đấy rảnh nhưng mà không mang tiền mặt, hoặc là hôm đấy bận đi làm luôn. Không phải đâu, nói chung là nó vẫn là nghiệp thôi. Thấy chưa, đứa là có nghiệp, rất nghiệp luôn mọi người. Có là đứa nghiệp nhất cháu mình. Và đó chính là Giác Kinh Nghiệp. Tóc mình đang bay rất là kinh khủng. Mình đã đội mũ. Oh yeah. Oh yeah. Rapper NGK. Hành trình từ thành phố Frankfurt lên tới Marburg mất từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi tùy vào loại tàu mà các bạn đi. Chúng mình phải di chuyển từ nơi chúng mình sống là thành phố Darmstadt đến Frankfurt để có thể nối tàu đi tiếp tới Marburg. Vì chúng mình có vé học sinh nên việc đi lại trong bang Hessen là hoàn toàn miễn phí. Và nếu các bạn cũng có những chiếc vé đi lại như chúng mình thì hãy tận dụng ngay để vi vũ nha. Nào, giờ thì hãy tiếp tục với hành trình để lên Marburg thôi. Khi bạn quá thiếu đường mà phải về chạy. Cuối cùng bọn mình đã đến Marburg và hôm nay tour guide của chúng ta đó chính là... Hello, các bạn. Hôm nay mình sẽ là tour guide để dẫn mọi người đi tham quan Marburg. Vì đây là nơi mà mình đã từng học ở STK. Một phút quảng cáo, nếu các bạn muốn tìm hiểu về cuộc sống STK của mình tại Marburg hay muốn có thêm các thông tin về STK tại Đức thì hãy click ngay trước video mình ở trên nha. Nhân tiện, mình cũng nói luôn là ở một vài nơi tại Marburg không bắt buộc đeo khẩu trang nên ở một vài đoạn video chúng mình có bỏ ra để thu tiếng video cho rõ hơn. Các bạn hãy yên tâm, chúng mình vẫn luôn tuân thủ đúng luật và vẫn bảo vệ bản thân trong dịch bệnh nhé. Chúng mình đang ở Hauptbahnhof và chắc là bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đi ra Kirche ở thành phố ngay gần đây thôi. À, hôm nay lúc bọn mình ở Darmstadt thì trời rất là âm u ấy, kiểu như sắp mưa ấy. Nhưng mà được cái lên đây, trời ơi, trời nắng đẹp luôn ấy. Chúng mình đã quyết định đi ra kia chờ nhưng mà mọi người lại dừng lại ở đây để thô sáng, theo như thường lệ. Bà cứ bựa ở đây bảo sao? Đây là cái kia chờ này. Và thì chúng mình sẽ đi thẳng ra trước mặt trước của nó. Nào, tự tin lên nào. Cười, yeah, woo. Đây là màn phát sinh. Tại vì là chúng mình đã quyết định là theo thông lệ, cứ đến sinh nhật ai thì người đấy sẽ được trao vương miện. Trừ mình nữa bạn nhé. Truyền Miss Universe. Và Miss Đu Đưa. Lần này là đến lượt chị Linh. Chị Linh sẽ là người đăng quang trong tháng tới. Trong phải điểm. Đây là Hoa hậu Ngô Gia Khánh đang trao lại vương miện cho Hoa hậu Linh Nguyễn. Nào, Hoa hậu Linh Nguyễn chuẩn bị nhận vương miện nào. Nhận. Nào, màn trao vương miện. Ôi, ôi. Sư phụ thầy em chờ bao năm nay. Rồi trời ơi, nhưng mà nó không vừa ở đâu tôi. Thiệu về cái kitchen này đi. Đây là cái kitchen của Ma Búa. Ừ? Đấy là tất cả những gì em biết. Đây là một cái nơi tổ chức sự kiện ngoài cái Oberstadt ra. Oberstadt là tí nữa mình đi đúng không? Là cái trung tâm, là cái highlight của thành phố này. Đâu, và chúng mình đã tới trung tâm thành phố Marburg. Đứa kìa.
như các bạn có thể thấy thì ở đây cái vibe nó kiểu cổ cổ ấy, nên là nhà cửa các thứ nó sẽ kiểu xây theo cái hướng cổ như vậy. Thì đây mới là ở dưới mặt đất thôi. Thì chúng mình sẽ lên Oberstadt là trung tâm ăn chơi chính thức của thành phố. Mình sẽ có một cách đi đặc biệt. Nếu mà mọi người đến thì mọi người sẽ nghĩ là ui, trung tâm ở trên cao thì đi cầu thang lên đúng không? Nhưng không, mình có một lối đi khác, thì các bạn đi theo mình. Có một cái lối đi như thế này này, nghĩa là nó sẽ có rất nhiều đường đi lên thành phố, à trung tâm theo nhiều cách khác nhau. Nhưng đây là cách đi bộ, mình chọn cách đi thang máy bởi mình có lười. Cái đường đấy không phải ai cũng biết đâu. Mà đây là lối đi bí mật mà không phải ai cũng biết. Và bí mật thì nó ở đầu trên kia của thang máy. Đây là lối đi bí mật. Nó sẽ rất giống Alice in Wonderland. Kiểu wow, qua một đường hầm ý, để đến được thành phố ý. Thấy chưa kịp hỏi đã trả lời. Anh Khánh, cảm xúc khi vừa bước ra khỏi thang máy thế nào? Rất là sợ. Rất là sợ. Có người sợ độ cao cho hai rồi. Người còn lại là chị Quỳnh đã rồi. Nhưng mà đẹp, thật sự là đẹp. Mọi người có hội nhớ đến Marble chơi nhé, đừng có dừng bật. Chị Marble rất đáng để đi chơi trong vòng một ngày. Đúng rồi, rất xinh ý. Nhất là mọi người mà gần ở đây mới chỉ là khung cảnh khi chúng mình bước ra khỏi thang máy mà thôi. Và những bất ngờ vẫn còn đang chờ đó, nên là các bạn hãy cùng đón xem tiếp nhé. Và có một thông tin nho nhỏ cho mọi người là kiểu thành phố anh em nhà Quy đã từng sống ấy, thế nên là nó cũng mô phỏng những cái câu chuyện của anh em nhà Quy xung quanh cái thành phố này. Nãy giờ còn mình đã nhìn được câu chuyện này chưa? Cái nữ hoàng kiến ấy. Đây là gì ta? Ai biết thì comment cho chúng mình với nha. Chúng mình không nhớ nha. Là chính giữa trung tâm của thành phố của, là ở trên Oberstadt. Và mọi khi mà có event các thứ thì sẽ người ta sẽ dựng ở đây ấy. Hầu hết là khu này treo đèn Noel các thứ, thì mình sẽ để một cái ảnh, mình chụp ảnh Noel ở đây. Ở đây. Ở đây. Có một điều nữa là đấy, như lúc nãy mình có nói thì là đây là thành phố mà anh em Green đã từng sinh sống. Thế nên là họ sẽ tái hiện lại những cái câu chuyện đấy thông qua những cái bức tượng đặt ở xung quanh cái khu vực này, nghĩa kiểu mình cứ đi xung quanh mình sẽ tìm thấy vô tình những bức tượng ấy. Và cái đầu tiên ấy đây. Cái nào? Mọi người thấy một cái con không? Con. Có ai nghĩ đến câu chuyện gì không? Here. Nếu mà là con rồi thì có câu chuyện gì không? Gì nhỉ? Mọi người hãy comment ở phía dưới cho bọn mình nhé. Bây giờ chúng mình đã lên xe buýt để đi lên Schloss. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các bạn, rất phê. Very good. Very good. Very good and very happy. Đã tới Stross và đây là chị mình. Miss Tiền Đình. Chị còn xấu không chị? Mình mới đi có 10 phút thôi mà. Bỏ ít thôi. Mình đang rất lắc lư các bạn. Đây, chúng mình đã lên đến nơi cao nhất của Ma Buộc là Schloss. Yeah. Chị Quỳnh, cảm nghĩ hôm nay về chuyến đi chơi tính đến thời điểm bây giờ sẽ như thế nào? 10 phút trước chị thấy rất là vui vẻ, cảm thấy rất là enjoy cái chuyến đi này. Sau khi đi cái chuyến xe buýt địa ngục đấy thì chị thấy đại sai. Nhưng mà lên đến đây có thấy xứng đáng không? Nhưng mà mọi người ở Ba lên đây thỉnh thoảng lên đây thỉnh thoảng ấy nhá. Thỉnh thoảng thỉnh thoảng lên đây ngồi bạn bè uống bia chiêu chiêu trên mát mẻ. Sướng thế. Bọn mình vừa từ trên Schloss về và bây giờ chúng mình sẽ quay lại trung tâm để đi dạo nốt. Mọi người đã có siêu nhiều ảnh xinh xắn mà chúng mình sẽ để đây đâu đây. Okay, giờ lại một hành trình xuống núi nào. Đó là gì? Hoàng tử ấy. Bingo. Chỉ là câu chuyện hoàng tử ấy. Đây là một câu chuyện nữa. Các bạn có đoán được đây câu chuyện gì không? Mình chờ hai người đây. Em vừa bảo là đây là một câu chuyện nữa. Mọi người có đoán ra đây câu chuyện gì không? Chuyện kinh hoàng. Cuộc đời Quỳnh. Bingo. Cái gì vậy? Dê và sói. Vậy là hành trình hôm nay đi khám phá Ma Buộc của mình đã kết thúc. Và nếu các bạn thích video này hãy nhấn like, share và subscribe Đi Đam Đu Đi cho chúng mình. Và nhấn cái nút chuông bên dưới để có thể nhận thông báo về các video sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn trong